báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, đến 6 giờ sáng ngày 24 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 60 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Trong đó, số ca mắc ghi nhận nhiều nhất ở thành phố Việt Trì với 44 ca, thị xã Phú Thọ có 7 ca, huyện Phú Ninh 4 ca và huyện Lâm Thao 5 ca. Ông Lê Quang Thọ, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, số lượng các ca F0 tăng lên trong những ngày qua là do tỉnh Phú Thọ tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong toàn tỉnh. Kể từ ngày 14 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 342 ca mắc Covid-19, trong đó nhiều nhất tại thành phố Việt Trì với 225 ca, thị xã Phú Thọ 6 ca, huyện Lâm Thao 68 ca, huyện Phú Ninh 38 ca và huyện Tam Nông 5 ca. Đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2. Theo nhận định của Sở Y tế Phú Thọ, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn thành phố Việt Trì, đặc biệt là tại xã Chu Hóa, số ca F0 tăng nhanh. Do đó, Sở Y tế đề nghị thành phố Việt Trì lập một trạm y tế lưu động để thực hiện nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, điều trị, vận chuyển các trường hợp F0 tại nhà trên địa bàn xã Chu Hóa. Theo đó, các F0 điều trị tại nhà được cán bộ y tế trực tiếp kiểm tra sức khỏe tại nhà tối thiểu 2 lần trên một ngày, được bố trí sẵn một chai oxy y tế tại nhà và được phát túi thuốc an sinh điều trị F0 tại nhà. Tuyệt đối không để F0 tự sử dụng chai oxy y tế tại nhà mà phải do cán bộ y tế vận hành sử dụng. Trạm y tế lưu động gồm 3 bác sĩ tăng cường từ bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 y sĩ hoặc điều dưỡng tăng cường từ trung tâm y tế thành phố Việt Trì, chia làm 3 tổ hoạt động. Còn huyện Lâm Thao cũng quyết định thành lập bệnh viện dã chiến số 1 điều trị COVID-19 huyện Lâm Thao, đặt tại trạm y tế xã Kinh Kệ cũ với quy mô 40 giường bệnh. Đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết 128 NQCB của chính phủ thì toàn tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2, thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Nam Nông ở cấp độ 2, các huyện còn lại ở cấp độ 1. Có một xã cấp độ 4 là xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực khẩn trương tập trung lực lượng từ tỉnh đến cơ sở tham gia phòng chống dịch. Trong đó, tỉnh tập trung xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn. Ngoài ra, Phú Thọ cũng tổ chức đồng loạt test nhanh kháng nguyên cho tất cả người dân các địa bàn nóng như thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Phú Ninh tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để có biện pháp xử lý kịp thời, nhanh chóng khống chế dịch trên diện rộng. Trong ngày, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tiêm 34.839 mũi vaccine, trong đó có 33.080 mũi thứ nhất, 1.759 mũi thứ hai. Phát hiện 24 trường hợp phản ứng thông thường, không phát hiện trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. Lũy tích toàn tỉnh Phú Thọ đã tiêm 654.662 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó có 567.249 người đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, có 87.413 người được tiêm đủ hai mũi vaccine, có 53,78% số dân trên 18 tuổi của tỉnh được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, 8,3% số người dân trên 18 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Cùng ngày, Sở Y tế Phú Thọ đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã Hương Nộn, Bắc Sơn, huyện Tam Nông, xã Phú Hộ của thị xã Phú Thọ tiếp tục thực hiện tạm dừng dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở giáo dục còn lại trên địa bàn huyện Tam Nông và thị xã Phú Thọ tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 25 tháng 10. Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Phú Ninh tiếp tục dừng tổ chức dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Nhận thấy tình hình dịch bệnh có những diễn biến khó lường, tỉnh Phú Thọ đã gấp rút xây dựng khu cách ly tập trung với sức chứa 480 người. Đây là khu cách ly tập trung số 2 của tỉnh, được xây dựng với diện tích gần 2,9 hectare. Khu cách ly gồm nhà chỉ huy, nhà ăn, nhà bếp và 10 đơn nguyên nhà khép kín, mỗi đơn nguyên 6 phòng, đảm bảo cách ly cho 480 công dân và một đơn nguyên 6 phòng cho khoảng 60 cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, lực lượng phục vụ. Xung quanh khu cách ly được lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh. Công trình được thực hiện theo hình thức đầu tư khẩn cấp. Theo quy định luật đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm chủ đầu tư, xây dựng đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, công năng sử dụng, đáp ứng yêu cầu cách ly y tế theo quy định. Kinh phí xây dựng gần 30 tỷ đồng. Khu cách ly tập trung số 2 dự kiến được hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Khu cách ly được xây dựng trên cơ sở cải tạo cơ sở vật chất sở chỉ huy dã chiến, chỉ huy phòng chống cháy rừng tại khu di tích lịch sử Đền Hùng. Bên cạnh rất nhiều biện pháp phòng dịch khác, tiêm vaccine là một biện pháp mà Phú Thọ xác định sẽ giảm bớt ca mắc mới trong thời gian tới. Chính vì vậy, trong những ngày qua, tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện Phú Ninh nói riêng tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng diện rộng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Bởi Phú Ninh là một huyện cũng đang có nhiều ca mắc trong thời gian vừa qua. Để phục vụ công tác tiêm chủng toàn dân, huyện Phú Ninh đã bố trí 34 điểm tiêm tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện, huy động hơn 300 tình nguyện viên, bao gồm giáo viên, công an, đoàn thanh niên, dân quân. Ngành y tế huy động gần 80 cán bộ thuộc trung tâm y tế huyện và gần 200 cán bộ y tế từ các đơn vị hỗ trợ các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện. Tại mỗi điểm tiêm, bố trí 17 nhân viên y tế và các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác tiêm phòng đồng thời bố trí đầy đủ các tổ cấp cứu lưu động, trang bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc, sinh phẩm y tế để kịp thời ứng phó khi có các phản ứng không mong muốn sau tiêm. Với mục tiêu tiêm đến đâu an toàn đến đó, tại các điểm tiêm, nhân viên y tế tham gia công tác tiêm chủng được tập huấn đảm bảo an toàn tiêm chủng, người đến tiêm tuân thủ các biện pháp phòng dịch, được khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi phản ứng sau tiêm. Buổi tiêm được tổ chức theo quy trình một chiều, bàn đón tiếp, hướng dẫn, khu vực chờ trước khi tiêm bàn khám sàng lọc và bàn tư vấn trước tiêm chủng, bàn tiêm chủng, khu vực theo dõi và xử lý tai biến sau tiêm chủng. Toàn bộ người được tiêm chủng được nhập liệu dữ liệu lên phần mềm tiêm chủng COVID-19. Bà Nguyễn Thị Hòa, khu 11, xã Phú Lộc cho biết, Tôi thấy công tác tổ chức tiêm vaccine rất chú đáo, khoa học. Quy trình tiêm chủng tại đây được phổ biến rất rõ ràng, thực hiện nhanh chóng. Sau tiêm, sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Hỗ trợ tại điểm tiêm trường Trung học cơ sở xã Phú Lộc, huyện Phú Ninh, bác sĩ Nguyễn Ngọc Yên, Trung tâm y tế huyện Yên Lập cho biết: Ngay khi nhận được lệnh điều động, đoàn chúng tôi nhanh chóng tới các địa điểm tiêm. Chúng tôi sẵn sàng làm việc với 200 đến 300% sức lực, không sợ khó, không sợ khổ, thậm chí xác định làm việc xuyên đêm với mong muốn có thể góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong hai ngày của chiến dịch, huyện Phú Ninh đã tiêm được gần 28.000 liều vaccine, nâng tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 lên gần 65%. Trong những ngày tới, các khu dân cư sẽ tiến hành giả soát lại số lượng người tiêm, lập danh sách những trường hợp chưa được tiêm để tiếp tục tiêm bổ sung. Liên quan đến việc tổ chức dạy và học trong bối cảnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Phú Ninh tiếp tục dừng tổ chức dạy học trực tiếp và chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 25 tháng 10. Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, các lớp 3, 4, 5 cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông. Đối với lớp 1, lớp 2 cấp tiểu học, các trường chủ động lựa chọn những nội dung cần thiết cơ bản cốt lõi phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh ở nhà phù hợp với không thời gian điều kiện cụ thể và khả năng đáp ứng hỗ trợ của gia đình học sinh không tổ chức dạy học trực tuyến với giáo dục mầm non duy trì hoạt động kết nối với gia đình trẻ em bằng kênh liên lạc công nghệ thông tin phù hợp như zalo youtube hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà để đạt được mục tiêu kết quả mong đợi cuối độ tuổi Riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào học lớp 1. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị và đặc thù của cấp học, lớp học, ưu tiên dạy học các nội dung cơ bản, cốt lõi của chương trình môn học đối với môn học lớp học không thể tổ chức dạy trực tuyến nhà trường lựa chọn các hình thức hỗ trợ hướng dẫn học sinh học từ xa phù hợp chỉ đạo giáo viên chủ động tìm hiểu lựa chọn và thông báo lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình của các đài truyền hình trung ương địa phương hướng dẫn học sinh học tập trên truyền hình khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại các nhà trường cần kiểm tra tổ chức ôn tập củng cố các nội dung kiến thức học sinh chưa nắm vững trong quá trình học trực tuyến học trên truyền hình Phòng Giáo dục đào tạo huyện Tam Nông, huyện Thành Thủy, thị xã Phú Thọ căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch COVID-19 của từng địa bàn xã, thị trấn để đề xuất tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp trở lại hoặc tiếp tục tạm dừng dạy học trực tiếp. Đồng thời báo cáo sở để được hướng dẫn tổ chức dạy học phù hợp kịp thời. Với các cơ sở giáo dục còn lại, tổ chức dạy học bình thường theo kế hoạch giáo dục nhà trường. Với những biện pháp quyết liệt của Phú Thọ Chúng ta hy vọng rằng những ca mắc trong cộng đồng sẽ giảm để cuộc sống người dân nơi đây trở lại bình thường. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, mặc dù giải pháp tạm dừng việc học tại trường cũng như cho học sinh học trực tuyến đều là những giải pháp tạm thời trước mắt để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường và gia đình, đồng thời tạo điều kiện cho công tác truy vết, xét nghiệm để khoanh vùng ổ dịch. Hy vọng các địa phương sớm kiểm soát được dịch COVID-19 để các em học sinh được tiếp tục quay trở lại trường học. Và tới đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại